Hello, xin chào mọi người nha. Clip này mình lại đi cướp súng. Bỏ ngoài tai những lời chửi, kể cả gặp nhiều thằng lô rủa cũng được. Cứ nhặt là nhặt được, có rơi là tạm thời đưa tới. Ôi giời anh em. Ôi giời ơi, thôm sơn gôn. Ôi, bạn mất súng bây giờ vẫn đang ngáo ngơ. Không hiểu thời đại này vẫn còn thằng đi cướp súng. Cho nó bựa thế rồi. Tuyệt vời các bạn. Mình cầm theo cái đám đấm vàng. Mình nhặt được khẩu súng này. Cá xét luôn, ăn mày được bát xôi gốc thế này. Ngon quá. Cái nắm đấm này ra cũng được một thời gian rồi. Nhưng mà mình chơi đúng cái dịp đấy rồi, chả bao giờ động lại nữa. Hôm nay cầm lại nhìn chất lượng phết, rất là vãi trưởng. Giờ kiếm chỗ nào rôm rôm đông lã đạn, súng ít mà. Tầm lã một băng 10-20 kill thì cũng được thôi. Nên mình về tìm mặt thằng nào nó dã thơm thơm tí. Mày chạy đi đâu? Ui giời ơi, những cái thằng như thế là phải tiêu diệt. Tí nữa nó hồi máu ra, nó giết mình bằng chết đi thôi. Rồi, anh Tơ anh đã nhìn mình bằng những cái ánh mắt thèm thuồng rồi thì thôi. Em cho anh chơi mình, không đủ. Rồi. À, cái gì đây? Thế bạn có thích dầu ăn tường phát tan nát đời trai không mà lên đây? Rồi, may cho nó là nó chết đến cái viên cuối cùng, nó lại lấy mạng của nó rồi. Không là hai cái nắm đấm này vào giữa mồm, không có răng mà hút cháo. Úi giời, vẫn đuổi à? Rồi, may quá nó rơi rồi. Đạn đít vãi cả trường ra. Bình thường mình cầm thô sơ là như khẩu SMG ấy. Rũi cố sống cố chết. Rũi đến cái mức mà chỉ mong là hết thời gian là hết đạn thôi. Bây giờ bắn rẻ rặt như này cảm giác nó thiếu thốn thế. Rồi. Úi giời ơi, cả ADV đấy chứ. Ngọt sớt. Mày được đây làm cái gì đây? Chơi không? Ra đây. Rồi, chạy rồi. Bắn cái khẩu 51 thôi mà cũng sợ. Bạn ấy rủ rẻ quá. Có lẽ là cần bơm thêm hormone để tăng cường sự dũng cảm. À, nhâm nháy à, đừng hòng tao bắn mày nữa nhá. Ơi à, lên đây. À, mày chạy đường này à? Vào đấy sẽ không chết kìa. Úi giời, không tới. Cái định mệnh nhà mày, tiên sư nhà bạn. Mình vẫn liều chết ý. Không là phát đấy mà bị mà đau cào thì đúng rồi thì thôi, em về quê với mẹ. Tơ hồi được khá khá máu đấy nhỉ. Thì thôi. Ôi trời ơi anh em, cứ thẳng sang thẳng vào nó chả nhìn nhàng mà như thế thì làm sao mà sung sướng được. Thôi mình green nhé, xin phép. Đây là thằng duy nhất sống sót. Bây giờ các bạn là về rũ hàng. Hôm nay mình vào cộng đồng mình chat điên đảo rồi. À đây, bạn xem VIP không? Nó gần nhìn bố rồi đó. Nó nhìn mình mà những cái ánh mắt như này là không vui rồi. Cảnh giác lắm. Vất ra. Cái định mệnh là vất ra, phải có một thằng mở đầu phong trào chứ. Hai thằng nhìn nhau cái này thì chán các bạn quá, trao đổi với nhau mà cứ đòi ăn cả. Làm sao mà mình có cái mình ăn được. Đây, nhiều loại trái tim. Lá liếm, kiếm một khẩu M4 là một silent là cũng ngon đấy. Hơn ốn mà ối khẩu TMP rồi kia nó cầm. Mình nghĩ là TMP nó đổi chắc là không có đạn đâu. Rồi, các bạn cứ bảo kê cho mình tốt cái. Ôi trời ơi, rồi nó không nhìn thấy con đường chạy. Đứng ở trên kia chết chùm nó không ngu. Kế sống thì không sao đâu, chết là nó chửi mình. Thằng ngu, không có súng lên đây mình làm cái gì? Mày bám đi chúng tao à? Đấy, mình bây giờ đọc suy nghĩ của người khác nhanh lắm. À, chớp à chớp. À, chớp mang một cái màu sắc nó nhạt nhạt như này thì mình không sợ đâu. Nó phải màu đen hoặc là màu xanh cơ. Thì mình mới bắt đầu cắn đi. Junsa, con chim của mình nó đập loạn nhịp lên. Rồi, hay lắm. Hai bạn hồi sinh cứ thế chạy đi, không liên quan. Rồi, toàn bộ rôm non, bây giờ chạy marathon cả ngày cũng được. Nào đuổi nào, đuổi nào. Rồi, ăn mấy trăm tiết như này là bọn nó không đuổi nữa đâu. Ui, thằng này nhanh lắm. Định mạnh cứ biết người mình có cái mùi gì không mà nó ngửi thính thế. Rồi, vào đấy. À, sao đứng hóng dưới nhanh thế bạn? Đây mình chơi con ếch, con lo có mặc váy đâu, ở dưới nhòm đây thì được cái gì? Đây được quần bó sát. Vẫn nhòm, không có nào chịu lên. Ơ thì đừng hào mình xuống. À thằng kia chịu lên rồi. Đấy, nó phải như thế này, manh động lên. Úi giời, xuống ai, may quá. Mặc dù phát đây không chết đâu, nhưng mà cứ biến cho chắc. Cứ đứng dưới nhìn, định mạnh cái bọn này, cái hiệp cuối rồi thì Ôi, em xin lỗi, em làm lỡ nhịp. Làm gì mà hung hãn thế? Cái bọn
Người ta đang sai thì cho người ta cơ hội sửa chứ. Ngon vãi trưởng, vừa ra phòng khác có thanh niên gạ gẫm ngay. Rồi, mình xin nhá. Mà 4-1 đâu đâu. Bà Z. Này, ôi giời vất ra luôn. Ô cái định mệnh cái ta là trung gian cho chúng mày à. Ôi thằng này nhìn là biết là nó không có làm tốt rồi. Không vất ra ngay lúc đầu là chán rồi. Đấy, bây giờ nó làm rộp luôn. Cái khẩu súng bây giờ thì ai bắn phí chưa. Mình còn chưa tia được cái viên nào thế mà. Cái bọn thất nhân thất đức. Điều đoạn trái tim. Lại đi theo cái kiếp sống hẩm hiu vậy. Kiếm những cái khẩu súng nhẹ nhàng tình cảm trong hòm tiếp tế. Ôi giời ơi, thằng kia sao mày lùa cái thằng kia chớp này ra chỗ này làm cái gì? Nó cào mất luôn đi sao? Sợ thế. Thôi. Ôi vãi cái sao nó cứ giật nhỉ? Dắt quá. Này thì mày tơ này. Rồi ăn được trăm tiết hay là bạn tơ đã choáng mất. Mình rơi. Bây giờ kiểu ăn ở kiểu thế nào? Đen lắm, mắm tôm cứ gọi đầy mồm. Thôi tơi đừng đuổi nữa, người ta không có súng rồi, người ta chạy rồi thì thôi. Mình nghĩ ra mình cũng có một chút từ. Thôi cái thằng này mới gọi là thằng ác này. Thằng người diệt này, thế mà nó vẫn chém được. Ôi giời ơi, hero của tôi. Đẹp thế. Thôi cũng nói chung là mình đã nhọ để còn nắm lông, không trách ai được. Các bạn nào, ăn thính của mình đi. Bạn xem VIP đây. Đấy, thông sư VIP. Ôi giời ơi, hai thằng này nó lại đổi với nhau. Nhanh thế nhỉ. Đấy, lại thằng TMP vừa lại thôi. Mày vất ra thì mày vất ra luôn đi. Người ta đã như thế này rồi, đây nó còn trêu ngươi chứ. Còn trêu ngươi con nhà người ta nữa thì đánh đấm cái gì. Ôi giời ơi, mà 4-1 Pigeon Beat này. Trinh ơi Trinh, mình biết là bạn sinh. Chưa kịp lịnh nó đã chạy rồi. Kể cả gặp thằng nào mình khen cho mấy câu vất ngay khẩu súng chứ kém thêm theo khẩu lục ra nữa thì đúng là các bạn tốt nhất đêm nay. Chắc chắn nhà các bạn ấy sáng nhất khu vực. Đứng đồng chết chùm. Ui trời ơi, anh Diệt ơi, anh hút lá đu đủ hay sao mà anh ngáo thế. Đời, vẫn còn người tốt. Thằng Diệt ấy. Nếu mà bạn nhìn thấy mình mà bạn không chém vào đấy thì thực sự bạn rất tốt. Được. Mình về lêu gương. Nếu mà tặng huân chương anh hùng lao động QBZ. Đấy, nhận những khẩu súng này tuyệt vời. Cảm giác chạy loanh quanh nó hưng phấn. Chưa khẩu 51 khám lắm. Ngơ tự nó khẩu súng cái ra nó bóp ái chủ là chết đi không. Úi giời con nhâm nháy kìa. Xa quá, tầm tay nó lại không với tới. Gần nhau mà không chào đi yêu thương cái này. Úi giời, thằng kia đuổi dài quá, nó đèo mặt nạ chạy nhanh lắm. Ý. Rồi, úi giời định mệnh, sao mày lùa dai thế hả mày. Lùa luôn người ta một vừa ấy phải thôi. Người ta đã sợ, người ta chạy rồi thì cho người ta sợ. Đây cố sống cố chết nó bán nó chém. Còn hai trận rồi. Một trận hình như là trận đầu là mình suýt được hero. Còn trận hai được hero nhưng mà không thèm biến. Kêu. Đây cái thằng này nó lại còn đáp là có bom bạ mà đã đáp là khẩu súng mình sẵn sàng nhặt luôn. Các bạn thấy không? Nào chơi. M4 là một VIP đẹp lắm. Nó chỉ đập báng thôi. Giờ như nó đập báng vào mồm mình ấy. Giờ lên đây la liếm cho bọn này là thằng nào nó có chán cơm thì ăn phở không? Nó đáp bừa ra không? À, đổi không? Transformer nào? Nó đổi rồi. Ê ơi! Ôi trời ơi! Transformer này còn có băng đạn! Đây gọi là VIP này! Mình thích bạn ở điều đấy. Ok. Bây giờ là em cứ chạy từng dài lên. Bây giờ là mình có quyền để cận chiến mà. Mình là súng có điều kiện cơ mà. Rồi. Tơ. Phán ngay. Ôi giời, thằng này vừa hồi sinh à? Sao chạy nhanh thế? Càng bắn anh cứ lao đi như bò, như trâu hung mã. Nó nhấp nháy lại chết luôn. Súng mạnh quá biết phải làm sao. Đấy, nó ra mình không nhìn nhầm, mắt ra này vẫn còn tinh tường lắm. Bạn đứng núp ở đấy, mặc dù là chết là biết cách, biết chỗ chết ấy. Chọn phát là có bia luôn. Đỡ mất công tiền làm mai táng. Ông một thanh niên tính từng ly từng tí một, sợ thật. Rồi anh em lên đây, giết bọn. Quả bom của mình nó chưa kịp lổ thì hai thằng xôn với nhau nó bay đi rất là xa rồi. Đen. Hai bạn nó số gần nào hầm hưu vãi cả trưởng ra. Ôi chết rồi hay đấy. Mấy thằng trong kia nhìn ai ấy, thằng người diệt nó lùa thế kia thì chạy làm sao được mà chạy. Rồi hero tụ vào tụ nó ạ.
mình yểm trợ tôi có bom nhất ba, không chết thằng nào bằng bom mà bọn này giống trâu ấy nhỉ. Rồi rồi mày vào đây nhớ, mày vào đây. Em cạn lời, bác nào có lít nước đổ mồm em cái đỡ khô cái. Ôi, đen thế, trời ơi, mày chơi thế nào thế này, cứ hero đến mồm rồi mà toàn thích thể hiện rồi chết thôi, đã ngu rồi còn thể hiện. Mình biết bây giờ nhiều bạn đang nghĩ câu đấy, mình chấp nhận số phận. Đây là hai chen phòng mơ à, thì như thằng này vẫn bị cướp súng rồi, giờ nó bán có đập vào mồm đâu thế. Nhìn nhau kinh lắm. Đâu thằng nào vừa đập thằng nào. Mày thích đập à mày, bố mày. Vứt súng ra thì mình không cào đâu. Nhưng mà các bạn nó thích gạ đòn cơ. Như thế thằng nào chả ghét. Úi giời ơi quá đà rồi. Con này nó bay cao và bay xa nên là nhiều khi lỡ mất nhịp. Này thì chạy đi. Không chạy này. Nhanh chưa. Mình mút hàng hàng nó gọi là chụt chụt. Tùng An thất thủ. Làm sao mà ăn được khi tiền đã cầm hủy diệt lại còn mắc tiến hóa. Rồi đằng sau nó còn một thằng nữa, đường nào chả chết. Đây người ta gọi là Lý Thông sống dậy. Rồi vẫn bắn là mình vẫn chảy cối à. Mày cối này. Mày chảy cối à mày. Úi giời chức năng đặc biệt kìa. Này thì đi đâu. Tuyệt vời chưa, 425 máu mình vẫn giết được thằng hero một cách ngọt sớt. Hay quá. Bạn nào lại đổi nữa không? Mình thích bây giờ là buôn bán súng gọi là thoải mái đi. Thôi nào ba. Ôi trời ơi bà giết the dragon. Cái gì thế này? Nào bà giết chạm. Ôi trời cái định mệnh vâng. Thằng nào chan kích chó lấy súng. Bạn ơi mình là nạn nhân, mình bị lấy súng. Hiểu chưa? Mình bị lấy súng. Bây giờ nó chửi mình cái này oan ức lắm. Bây giờ thì không có quan tòa biết viết đơn tố cáo thằng nào. Mới giời đen thế. Bố rồi. Dặn được cái cầu ba giết. Đỏ rồi, nó đẹp, nó sang chảnh lắm. Đã bắn được cái viên nào đâu. Sao bọn nó lại hùng hãn thế. Cướp đi một cái khẩu súng của một cái thằng yếu đuối như mình. Thằng diệt này, vâng, nó để ý mình. Hai thằng xanh lè luôn. Nếu mà các bạn là anh em song sinh thì cho mình xin cái chứng minh thư để mình viết sớ cho cả đôi. Chuẩn bị hai thằng chết đấy. Đừng điên, mình cầm diều vip mình quay lại là mình bỏ là chết đấy. Đừng đùa. Ôi, có thằng đứng ở trên kia nào nhảy dắt đấy. Làm gì là gì à? Lo lại nhảy đến đây luôn cái thằng này. Sao lại chảy cối, ta làm gì mày? Ôi giời ơi, trơn trượt rồi. Chết luôn rồi, thôi các em mình dừng clip đây thôi, đen quá. Bắt đầu có những hiện tượng cay cú rồi.